Chuyện xui rủi trong cuộc sống đều có thể giải quyết bằng. Và người giàu cũng ăn hột vịt lộn để xả xui. Để có thể bán được với giá 10 đô thì phải xây cả một cái resort 5 sao, set up một cái luxury villa và cả một cái bộ đồ ăn Fürstenberg, thương hiệu 270 năm tuổi đến từ Đức. Vậy mà mấy đứa trên mạng nói anh là nhà thiết kế lùa gà chứ. Em có thấy con gà nào mà sách có túi hiệu cả tỷ bạc không? Đi siêu xe chục tỷ, xây cái nhà chục triệu đô. Anh không có lùa gà, anh lùa rồng. Anh Thái vui tính quá. Thật ra công ty bọn em chỉ là một công ty nhỏ thôi. Nếu như mà có được một nhà thiết kế nội thất triệu đô như anh làm đối tác chiến lược thì em vinh hạnh lắm. Một quyết định quan trọng nó đến từ ba yếu tố: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Em hiểu rồi. Vậy em phải làm gì thì anh Thái mới tin tưởng công ty của em? Kiến thức chuyên môn của em thì anh Thái đã có. Kinh nghiệm với những công ty nhỏ như em anh cũng đã có. Chỉ là trải nghiệm với em á thì chưa.